Còn bây giờ là những thông tin thời tiết nông vụ từ phim trường thời tiết. Xin chào chị Hằng My. Hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Hiện nay bà con nhiều địa phương đang chuẩn bị các sản phẩm phục vụ dịp Tết. Không biết là thời tiết có ảnh hưởng gì hay không chị? Dạ vâng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng như là bà con của tỉnh Hậu Giang đang tập trung xuống giống rau màu, hoa kiển để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Trong đó, dưa hấu, bưởi tạo hình, vú sữa hoàng kim và các loại hoa kiển là những sản phẩm được chú trọng chăm sóc trong dịp này. Còn thời tiết ở tại Hậu Giang trong vòng 7 ngày tới thì sẽ không có quá nhiều thay đổi hay biến động nên bà con có thể yên tâm. Dự báo trong 3 ngày tới thì có khả năng sẽ có mưa về chiều, tuy nhiên là dứt rất nhanh, không đáng ngại. Còn những ngày sau đó thì trời có nắng từ sáng cho đến tận chiều, tuy nhiên là nhiệt độ lại không quá nóng, mức nhiệt phổ biến 30 cho đến 32 độ C. Chỉ riêng ngày 11 tháng 12 thì nhỉnh hơn 33 độ C, quý vị sẽ cảm thấy khá nóng vào khoảng trưa chiều. Còn tối và đêm các ngày thì trời chuyển lạnh với mức nhiệt phổ biến 23 cho đến 25 độ C. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nên chú ý các đối tượng sâu hại, áp dụng các biện pháp phòng dịch hại theo nguyên tắc 4 đúng. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thuốc thuộc hạng 1 cho phép trên rau màu. Phun và cách ly đúng thời gian để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì bà con cần chủ động tưới tiêu để có thể đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng. Thường xuyên vệ sinh vườn cây, tỉa cành để hạn chế sâu bệnh phát triển. Còn về thời tiết trong 10 ngày tới ở tại đồng bằng sông Cửu Long, trời chủ đạo là nắng ráo với mức nhiệt cao nhất là từ 30 cho đến 34 độ C. Chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông, tuy nhiên là với lượng không lớn.